Xin chào các bạn nhé. Hiện nay mình đang có mặt ở Vương Cung Thánh Đường Phú Nhai, giáo phận Bùi Chu. Hôm nay là chiều ngày 17, chỉ còn hơn một ngày nữa là đại hội sẽ diễn ra. Và hôm nay các bạn ở trong tất cả những cái giáo xứ thuộc giáo phận Bùi Chu sẽ về đây trợ giúp cho ban tổ chức là sắp ghế và dọn dẹp. Và sẽ có một và những cái bạn trẻ Lào tham gia vào chương trình của đội văn nghệ trong buổi khai mạc đại hội, thì cũng sẽ về đây để nhận những cái trang phục và dụng cụ và tập dượt cho ngày diễn ra đại hội. Đội sẽ có hai buổi để tập dượt lại lần cuối cùng, chính là ngày 17 và ngày 18. Như các bạn đang thấy đây, các bạn giới trẻ của giáo xứ Thức Hóa, và chiếc xe ô tô kia là các bạn giới trẻ của giáo xứ Quần Liêu, họ cũng đang đi xe về rất là đông. Đấy, như các bạn đã biết đây, họ đã xếp ghế ra rồi, các bạn trẻ đang tranh thủ để chụp hình lưu niệm. À, em chào anh. Anh có cái cảm nghĩ gì sao đâu? Anh có cảm nghĩ gì về cái đại hội giới trẻ lần thứ 17 được tổ chức tại Vương Cung Thánh Đường Phố Nhai, giáo phận Bùi Chu như thế nào? Thần chuẩn bị đại hội giới trẻ lần thứ 17 tổ chức tại Vương Cung Thánh Đường Phố Nhai, cảm nhận tôi rất là háo hức. Hiện tại là các bạn trẻ như tất cả các ban ngành đang chuẩn bị khẩn trương mọi vấn đề. Hôm nay các bạn đã thấy là phần lớn của sân khấu đã hoàn thành rồi, như là tất cả các hàng ghế, âm thanh, ánh sáng cũng như mà bên phục vụ người ta đang khẩn trương. Các bạn thấy là có thay đổi rất là nhiều, còn khoảng chừng trên dưới 40 tiếng nữa là đại hội chính thức khai mạc. Vâng, xin cảm ơn anh. Có được không em? Xin chào các bạn. Các bạn trẻ đang trợ giúp dọn khán đài. Và hôm nay chủ yếu là họ sẽ nhận những cái trang phục, nhận trang phục để tập dượt tập với văn nghệ. Các bạn trẻ đang tranh thủ để lấy tư liệu.
bạn ơi cùng Chúa xa biển khơi. Thế này, các bạn để tạm cái đồ này của bạn xuống này, này có bên này nữa. Sau này các bạn nhảy nhanh nào, giúp anh cái này đấy. Cứ chuyển hẳn xuống dưới đi cho một đát nữa là mình chuyển lên cho họ sao. Mẹ bồ chú. Đây đây, chuyển thờ, chuyển hẳn lên trên này cho anh này. Sát vào trong, vào trong. Một cái một thôi. Đây để quay đây này, để quay nghe nào, để quay nghe vào chỗ này nào. Để dọc nghe đây này. Đường hôm nay trong gai nhiều cảm mây. Nào ta đến cùng với Giê-xu, chỉ có Ngài xua tan bóng mây mờ. Và lấy Ngài nhìn theo từng bước đường con đi. Hãy đi đến cùng với muôn dân, vâng lời Ngài con tha thứ cho muôn người. Kết các bạn sẽ đang trải bàn để nhận cái trang phục của mình. Hôm nay tôi thấy chỉ có rất trẻ rất phấn bùi chua thôi. Họ sẽ tập được trước. Ngày mai thì có thể là có một số giáo sư sẽ về và họ sẽ tập trung. Thì ngày diễn ra đại hội thì các giáo phận đều có những cái tiết mục văn nghệ của mình, họ sẽ chuẩn bị rất là kỹ, họ sẽ hứa hẹn rất là nhiều cái tiết mục văn nghệ rất là hay. Thì 13 cái bạn còn lại nghe nhắc này, tất cả đi giày trắng được chưa, không cần phải trắng tinh, miễn là giày màu trắng, mặc quần đen, chuẩn bị áo đồng phục quả hạt chú bờ. Nhóm quạt đá đề đâu, xem cái bảo hàng nó
nhóm quả lá đề xếp hết vào một hàng, nhóm quả tay xếp hết vào một hàng, nhóm quay to xếp vào một hàng. Xếp vào một hàng tập đi, từng có xếp một cột. Nào, trật tự. Nào, trật tự đi nào. Ở đây chính là dụng cụ cho một biểu diễn văn nghệ các bạn. Mày mặc quần gì ấy? Đây là xinh xắn của giáo phận Bùi Châu. Quan, nghe nhắc này. Ở đây sẽ chứa khoảng hơn 20.000 các bạn ạ, giới trẻ đối từ tất cả các giáo phận thuộc miền Bắc từ Hà Tĩnh đổ ra mọi người nhé. Các bạn nhận trang phục thì ai ở bên này cũng không nhận đồ rồi, đi ra ngoài nhanh vào thay đồ cho để chuẩn bị tập dượt. Nam quạt là bao nhiêu bạn? 8 bạn anh ạ. 8 đúng không chị Hòa? À, cái này buộc về ông bên phải. Đội tác nghiệp của nhà thờ công giáo .org tác nghiệp rất là nhiệt tình. Các bạn đi thẳng dưới này nha. Các bạn trẻ nào chưa đến đây, chưa được gọi tên vào nhân đồ, họ đang ở đây để nghỉ ngơi. Đấy, bên này một hàng 5 đủ nhá. Tiếp 5 cái nữ nhảy hàng đầu đâu? 7 cái nữ nhảy hàng đầu đấy. Đấy còn thắng. Tám cái bạn ở hàng bên tính trong cùng quần luôn, kèm quần luôn. Còn cái quần mới này chị Hòa hình như vậy. Các bạn đang mặc đồ vào đấy. Đây là các bạn trẻ của giáo xứ khác đang đổ về. Và video mình làm về khâu chuẩn bị cho buổi tập duyệt văn nghệ của giáo phận Bùi Chu sẽ tạm dừng ở đây. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Hãy nhớ ấn nút subscribe để nhận những video mới nhất. Cảm ơn các bạn. Đứng giới thiệu.